Ban chỉ huy quân sự huyện Hoa Lư vừa tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất cụm 1 năm 2023 cho các đơn vị xã Ninh Giang, Ninh Khang và thị trấn Thiên Tôn. Trong thời gian 15 ngày, các học viên được quán triệt, học tập huấn luyện những nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ và các văn bản thi hành, xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia các hoạt động khác ở địa phương cơ sở. Về công tác quân sự, hướng dẫn cách tháo lắp thông thường, giữ gìn, bảo quản súng tiểu liên AK, động tác nằm, quỳ, đứng chuẩn bị bắn, các bài tập bắn súng, huấn luyện điều lệnh đội ngũ thông qua huấn luyện nhằm đào tạo nâng cao trình độ kiến thức quân sự bản lĩnh chính trị tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương cho lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất